Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo khi xây dựng quy hoạch tổng thể không để một số nội dung xa rời thực tiễn, cần nghiên cứu bổ sung thêm những định hướng quan trọng tại các nghị quyết của Bộ Chính trị trong thời gian gần đây, đặc biệt là để các nghị quyết có phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của 6 vùng kinh tế trọng điểm và các nghị quyết phát triển các thành phố lớn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiều nay đánh giá việc thực hiện quy định tại nghị quyết số về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, các ý kiến khẳng định việc Quốc hội ban hành nghị quyết số 30 là rất kịp thời, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để chính phủ, các bộ ngành địa phương áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết theo yêu cầu của thực tiễn trong phòng chống dịch COVID-19. Các đại biểu Quốc hội cho rằng để tiếp tục duy trì vững chắc thành quả trong phòng chống dịch COVID-19, cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hơn hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống dịch bệnh cũng như ứng phó với những vấn đề khẩn cấp trong tương lai. Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc chuyển nguồn kinh phí trong công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022, sau đó thảo luận tại tổ về nội dung này. Đa số đại biểu Quốc hội cho rằng việc bố trí nguồn cho công tác phòng chống dịch năm 2022 là cần thiết. Các đại biểu Quốc hội đề nghị các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách trung ương thực hiện nhiệm vụ này.